Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Club và quay trở lại với video cùng em An. Ở trong video ngày hôm nay thì em An sẽ tiếp tục giới thiệu với anh chị ba cổ phiếu ngày mai, ngày 20 tháng 2 anh chị có thể mở mua ngay ở trong những cái nhịp trong những cái thời điểm mà các cổ phiếu đang điều chỉnh anh chị nhé. Những cái điểm mua rất là đẹp và rất là an toàn dành cho anh chị. À, ngày hôm qua thì em cũng đã làm một cái video về top 3 cổ phiếu mua ngay tuần sau tức là mua ngay ngày 19 tháng 2 gửi đến anh chị rồi đúng không ạ thì uh, các cổ phiếu ngày hôm qua chúng ta chia sẻ chúng ta điểm lại một chút anh chị nha uh, ngày hôm qua thì chúng ta có chia sẻ ba cổ phiếu đúng không ạ đầu tiên là VGS đó VGS chúng ta có chia sẻ vùng 22.6 đến vùng 23 đúng không? thì ngày hôm nay nó về thấp nhất về được 22.7 đó thì uh, cũng là những cái điểm mua rất là đẹp đúng không về những cái điểm mua rất là đẹp dành cho anh chị rồi và VGS thì chúng ta sẽ chờ đợi để uh, chờ đợi những cái phiên tiếp theo để đợi chốt lời anh chị nha Những cái uh, đồ thị, những cái diễn biến của cổ phiếu VGS ngày hôm nay đang tiếp tục rất là đẹp anh chị nhá. Uh, VGS này, uh, CII đúng không ạ? CII ngày hôm qua chúng ta có chia sẻ cái điểm mua 19 đến 19.2 đúng không ạ? Thì ngày hôm nay điểm thấp nhất của CII là 19.15. Đó thì cũng có những điểm mua dành cho anh chị rồi những điểm mua rất là đẹp thôi anh chị nhá à, và sau đấy thì kết phiên ta cũng đang có những cái diễn biến có những cái đồ thị tương đối là đẹp nghe chị nhá nó vẫn đang tiếp tục vượt cái vùng kháng cự đúng không đang tích lũy ở đây và cũng tương tự như vgs chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên tiếp theo để uh, chờ đợi những cái nhịp chốt lời anh chị nhá ta ghét thì hôm qua em đã chia sẻ với anh chị rồi đúng không uh, cổ phiếu thứ ba là hhv đó hhv thì uh, ngày hôm nay vùng thấp nhất về 10 15.75. Đó thì cũng về những cái vùng mua và hiện tại thì nó cũng vẫn đang trong điểm mua thôi. Đó và nó vẫn đang vận động tương đối là tốt anh chị nhé Vẫn đang vận động tương đối tốt, chưa có tín hiệu gì xấu cả. Đó cũng đã phá những cái đường trên line này, kháng cự trên line đúng không? Đang test lại những vùng cân bằng trong khung daily. Đó thì cổ phiếu này vẫn đang rất là ổn thôi anh chị nhé Đó, thì đấy là ba cổ phiếu ngày hôm qua mà em An chia sẻ với anh chị đúng không ạ? ba cổ phiếu mà em an chia sẻ với anh chị ngày hôm qua thì uh, anh chị nào mà chưa xem cái video em an chia sẻ để mà cập nhật cái điểm chốt lời điểm cắt lỗ thì anh chị có thể là uh, xem và uh, mở bật kênh Ichimoku Club lên anh chị nhé và anh chị uh, uh, xem cái uh, video của em an đây nếu cơ hội đầu tư chứng khoán hôm nay top 3 cổ phiếu tiềm năng mua ngay tuần sau sẽ có lãi lớn anh chị nha đó để anh chị cập nhật cái điểm chốt lời điểm cắt lỗ uh, đấy là ba cổ phiếu ngày hôm qua thì uh, tiếp theo ở trong phiên ở trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 2 thì em sẽ chia sẻ với anh chị ba cổ phiếu để ngày mai anh chị có thể tham gia anh chị nhá. À, và những cổ phiếu này thì nó đang điều chỉnh rất là đẹp đúng không? Ok thì trước khi mà đi vào ba cổ phiếu ngày hôm nay thì anh chị đang uh, theo dõi video, anh chị có thể là uh, ủng hộ cho em An những cái lượt like cũng như là những quả tim màu tím ở dưới phần bình luận anh chị nhá. Để ủng hộ thêm cho em An cũng như là khích lệ thêm tinh thần và tăng cái tương tác cho video giúp em An. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đó rồi chúng ta sẽ đi vào cổ phiếu đầu tiên của ngày hôm nay thì uh, chúng ta có một cổ phiếu trong nhóm chứng khoán hôm qua thì chúng ta chia sẻ uh, cổ phiếu trong nhóm uh, xây dựng và nhóm thép rồi đúng không? thì ngày hôm nay sẽ là cổ phiếu trong nhóm chứng khoán đấy chị nhé cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu VIX đó ngày hôm nay VIX cũng đã có những cái tín hiệu rung lắc đúng không? có tín hiệu rung lắc uh, test lại những vùng cân bằng và cái khối lượng thì ngày hôm nay cũng khá là lớn là lớn đúng không? thì chúng ta thấy là ngày hôm nay cũng là một cái phiên mà à rũ bỏ uh, cũng một cái khối lượng nhà đầu tư cũng khá là khá là lớn ngày hôm nay đấy. Đó. Uh, và sau đó thì nó rút chân, đúng không? Chạm vào những vùng hỗ trợ và rút chân uh, rất là tích cực anh chị nhá. Rất là tích cực. Đó. Thì anh chị mà chưa có nhóm chứng khoán anh chị có thể tham gia vào vick Đúng không ạ? Uh, ở vùng 17.7 đến 17.9. Đấy là cái vùng mà anh chị tham gia với vick rất là đẹp anh chị nhá. Đang rất là gần vùng uh, uh, cân bằng. Đúng không? Đang rất là gần vùng cân bằng và chúng ta sẽ kỳ vọng cái nhịp này nó sẽ tiếp tục vượt những cái vùng đỉnh ngắn hạn để hướng tới những vùng đỉnh uh, uh, trong năm 2013 vừa rồi. Anh chị nhớ là vùng 20.5 đó, uh, thì đấy là cổ phiếu đầu tiên. Anh chị nhá, Vich mua 17.7, 17.9 target, chúng ta sẽ đẩy 20.5 và chúng ta sẽ cắt lỗ khi mà nó mất vùng 17. Anh chị nhớ. Uh, nhưng mà cái kịch bản mà nó mất 17 thì rất là thấp rồi, đúng không? Thị trường thì như anh chị biết là thị trường ta vào xu tăng rồi, đúng không? và xu tăng rồi chúng ta uh, tìm điểm mua cổ phiếu và chờ đợi thôi đó anh chị nhá thì cổ phiếu đầu tiên là vick vick thì ở trong room khách hàng của em thì cũng cầm rồi anh chị nhá cầm ngày hôm nay thì cũng có nhắn cho anh chị điểm mua rồi đúng không ạ ngày hôm nay thì cũng có nhắn thêm cho anh chị uh, cái điểm mua ở uh, cổ phiếu chứng khoán thì em cầm rất là nhiều đúng không nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà nó có điểm mua thì em vẫn cập nhật cho anh chị uh, ở trong room khách hàng là nếu như mà anh chị chưa có đúng không? chưa có thì anh chị có thể là uh, tham gia với vick nhắn từ ngay đầu buổi sáng cho mọi người rồi <laughs> nhắn từ ngay đầu buổi sáng cho mọi người này đó Uh, thị trường rung lắc, anh chị chưa đủ hàng thì canh nhặt thêm này, đúng không uh, VCI này, VCI hôm nay không phải để mua Đây, có VIX này, đúng không ạ Và VND, đó, uh, VIX thì nó về là 17.5, 17.6 anh chị nhé, rất là đẹp Đó, rất là đẹp nhá Ok, thì uh, đấy là cổ phiếu đầu tiên anh chị nhá Cổ phiếu VIX Và cổ phiếu thứ hai thì như vừa chia sẻ với anh chị Cũng là một cổ phiếu trong nhóm chứng khoán Để anh chị có thể lựa chọn rất đẹp anh chị nhé Cổ phiếu này thì trong những phiên vừa rồi dòng tiền vào cũng rất là tốt Đó Dòng tiền vào rất là tốt nha. Đó, ngày mùng 7 tháng 2 là một cái phiên mà dòng tiền vào rất là tốt với cổ phiếu VND đi. Đó, và trong những phiên vừa rồi thì VND nó cũng đang có những cái tín hiệu tích lũy rất tốt. Ngày hôm nay thì uh, VND cũng là một cái phiên rung lắc tương đối mạnh về những vùng cân bằng luôn. Đó, về vùng 22.6 luôn và sau đó rút chân lên được 22.95, đúng không ạ? Thì VND như anh chị có thể anh chị mà theo dõi những phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì anh chị thấy là khối ngoại ngày hôm nay bán rất là nhiều bán rất là nhiều với viên đi nhưng mà nó vẫn giữ được vùng giá rất là tốt nó giữ được vùng cân bằng và cuối phiên nó hồi phục rất là tốt đúng không ạ cho nên là cổ phiếu viên đi là một một cái cổ phiếu mà anh chị hoàn toàn có thể tham gia được đó ngày hôm nay nó có lực đỡ rất là tốt và cái quan trọng là nó vừa mới về đến vùng hỗ trợ và nó đang gọi là vẫn đang quanh những cái vùng mà nền quanh những vùng mà nó mới bứt lên mới bứt lên thôi đấy cho nên là nó vẫn là những vùng mua rất là đẹp với viên đi anh chị nhá thì nếu như mà anh chị chưa có hàng thì anh chị có thể mua viên uh, VND ở 22.6 đến vùng 23 đó cái dung sai của nó khoảng tầm 2% thôi thì uh, đây vẫn là những cái điểm mua rất là đẹp anh chị nhé điểm mua rất đẹp với VND thì anh chị nào chưa có hàng thì mọi người nhớ là à, và mọi người có thể là cân nhắc tham gia VND đang ở những nhịp rung lắc điều chỉnh rất là đẹp anh chị nhé nếu như mà anh chị ở trong rung khách hàng của em thì chắc là hôm nay mọi người đã mua được rồi và mua được những vùng giá nó sẽ tốt hơn đúng không 22.6 22.8 thì nó sẽ sẽ tốt hơn tuy nhiên thì mới um, rút chân lên được một phần trăm thôi thì vẫn mua rất là đẹp anh chị nhá vẫn mua rất là đẹp đó thì uh, anh chị uh, chưa có nhóm chứng khoán thì có thể cân nhắc thêm VND đi uh, hai cổ phiếu chứng khoán VND và VIC anh chị nhá VND thì target chúng ta thì trước mắt sẽ đỉnh cũ 25 anh nhá target trước mắt đỉnh cũ 25 đó còn uh, trường hợp xấu nếu như mà uh, mất vùng 21.5 anh nhá mất vùng 21.5 thì chúng ta sẽ tạm thời thoát với viên đi đó nhưng đấy cũng là cái kịch bản phòng ngừa thôi cái xác suất thì nó rất là thấp anh chị nhá à, đấy là cổ phiếu thứ hai à, cổ phiếu thứ ba là một cổ phiếu ở trong nhóm bất động sản khu công nghiệp anh chị nhá vgc đó một cổ phiếu trong nhóm bất động sản khu công nghiệp thì à, đây cũng là một cổ phiếu mà đang có những trạng thái rất là đẹp vượt này sau đó quay lại tích lũy này Đúng không? sau đó quay lại tích lũy và vẫn giữ được những vùng cân bằng ở đây đó thì à, vgc à, anh chị nếu như mà chưa có nhóm bất động sản công nghiệp thì anh chị có thể là tham gia được và cái vùng mua của VGC sẽ là 52.5 đó 52.5 đến vùng 53 anh chị nhớ đây sẽ là những vùng mua rất là đẹp đó, với VGC à, và target chúng ta thì target ngắn hạn sẽ là vùng đỉnh cũ 58 đúng không ạ target ngắn hạn sẽ là đỉnh cũ 58 anh chị nhá còn target à, còn vùng cắt lỗ chúng ta thì uh, sẽ là vùng 51 đó nếu mà mất 51 thì chúng ta sẽ tạm thời thoát anh chị nhé và chờ đợi mua ở những vùng bên dưới này đó đấy là với VGC à, cũng tương tự nó là cái kịch bản phòng ngừa thôi còn lại thì đây vẫn đang là những cái điểm mua rất là đẹp và cái cơ hội đi lên của cổ phiếu VGC nó vẫn vẫn rất là cao nó đang có một vùng hỗ trợ rất mạnh ở đây đấy đó cho nên là 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 nếu như anh chị chưa có hàng chưa có cổ cổ phiếu bất động sản công nghiệp thì anh chị hãy tham gia ngay với VGC nhé à, như đã chia sẻ với anh chị từ đầu là thị trường ta đang ở một xuông tăng và vẫn đang ở một cái giai đoạn đầu của xuông tăng thôi các nhóm mid cap chưa tăng nhiều. Đó cho nên là uh, vẫn sẽ là một cái cơ hội dành cho anh chị mua. Thay vì chúng ta mua ở những cái phiên mà nó bật tăng mạnh ở trong các phiên vừa rồi, nó có những phiên bùng nổ luân phiên đấy, đúng không? Thì thay vì chúng ta mua ở những phiên đấy thì những cái nhịp điều chỉnh này anh chị mua nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó anh chị nhá, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Anh chị nhá, thì nếu như anh chị mà chưa đủ hàng, chưa có hàng với hai nhóm này, chứng khoán, bất động sản công nghiệp thì anh chị hãy nhanh chóng tìm kiếm và lựa chọn cho mình một trong ba cổ phiếu này. Đấy anh chị có thể tham gia, anh chị nhá. À, kể với vị ba cổ phiếu ngày hôm qua nữa thì chúng ta đã có bốn nhóm ngành rồi xây dựng thép chứng khoán bất động sản công nghiệp đúng không là đã có bốn nhóm ngành rồi anh chị nha đó à, thì đấy là ba cái cổ phiếu mà em an muốn chia sẻ với anh chị để anh chị có thể tham gia nếu như mà anh chị chưa đủ hàng à, ở trong phiên ngày mai mặc dù anh chị thấy điểm số tăng nhưng mà các cổ phiếu này nó chưa tăng bởi vì là dòng tiền nó đang thu hút vào cái nhóm trụ rất nhiều đó những cái nhóm trụ sau này khi mà nó tăng đủ rồi thì dòng tiền bắt đầu nó thoát ra thì nó sẽ luân phiên nó sẽ chảy đến các cái nhóm mít này và lúc đấy sẽ là cái thời điểm chúng ta chốt lời anh chị nhá và những cái thời điểm mà anh chị uh, mà cổ phiếu nó đều, đang rung lắc đang điều chỉnh thì anh chị nên tìm kiếm điểm mua anh chị nhá đừng đợi đến lúc mà nó tăng mạnh rồi lúc đấy chúng ta mới nhảy vào đúng không ạ thì nó sẽ bị muộn và chúng ta dễ dính những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn anh chị nhá uh, thì đấy là ba cổ phiếu ngày hôm nay em an muốn chia sẻ với anh chị uh, và video của em An đến đây sẽ xin được kết thúc anh chị nhé Nếu như anh chị mà chưa like, chưa thả tim thì hãy nhớ là uh, ủng hộ cho em An thêm những lượt like Những cái quả tim một tí ở dưới phần bình luận anh chị nhé Và đặc biệt anh chị mà chưa có ai đồng hành thì anh chị hãy liên hệ với em đó Để chúng ta đồng hành cùng với nhau uh, bằng cách là mở tài khoản VPS hoặc chuyển ID uh, Hoặc là tham gia với những cái hình thức thu phí anh chị nhé uh, Chúc anh chị sẽ có những kết quả đầu tư thật là tốt với ba cổ phiếu mà em An chia sẻ với anh chị Ờ, trong ngày hôm nay cũng như là ba cổ phiếu mà em An đã chia sẻ với anh chị trong ngày hôm qua rồi. Đấy anh chị nhá. Ok thì uh, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các cái video trong các buổi livestream tiếp theo. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái cơ hội để làm việc cùng với nhau thật là sớm anh chị nhá. Bye bye cả nhà.